Dạ. Em đâu rồi con? Dạ em ở nhà mình chơi rồi. Sao nãy giờ cha với mẹ về mà em chưa chịu về mừng cha với mẹ vậy? Con kêu sữa rồi, sữa không chịu nghe. Sữa nói sao? Sữa nói thôi đem đi ngủ không đi. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, bỏ cha mẹ luôn hả? Dạ. Ôi ôi, vậy là giờ cha chỉ thương Thế Vĩnh thôi ha. Không thương sữa bà Thúng nữa ha. Không thương trái mít rụng nữa ha. Trời ơi, con ở đây con đánh cầu lông hả? Dạ. Nghỉ hè nhà chơi gì sướng ha. Thôi để cha ba bển cha coi có em làm gì bển mà không chịu về mừng cha mẹ luôn nha. Dạ. Đây rồi. Phải bé sữa không? Trời ơi, ở đây coi tivi không chịu về với cha với mẹ luôn. Rồi thôi rồi luôn, hết thương nổi luôn rồi ông bà cô chú chị ơi. Rồi không chào ông bà cô chú luôn. Chào ông bà chị chú. Chào lớn lên. Chào ông bà chị chú. Rồi con ở đây sao nãy giờ cha mẹ về con hay không? Hả? Hả? Sao con về thầm mừng cha mẹ? Mà con ghiền ở đây con coi tivi vậy? Không ơi, không có ngậm kha cái áo nè. Hả? Con nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ không? Hả? Hả? Con nhớ mẹ không? Không. Dạ không. Con nhớ cha không? Hả? Con nhớ cha không? Hả? Không. Không nhớ cha luôn hả? Rồi tối nay bé sữa ở đây phải không? Tối nay bé sữa ở đây phải không? Tối nay bé sữa ở đây ngủ luôn, đúng chưa? Rồi thôi để cha về cho nói cái thông tin này cho mẹ nghe thôi. Ok. Được rồi con ơi. Ở đây luôn nha con. Hey, mẹ Ngọc chào ông bà cô chú nha. Rồi, mẹ Ngọc biết sao nãy giờ sữa ở bên nhà của ba Minh với mẹ Duyên không chịu về không? Sữa chưa biết mình về mà. Biết rồi. Biết rồi mà không về. Sao vậy? Nằm bển xem tivi. Hỏi có nhớ mẹ không? Không, không nhớ gì hết trơn. Có nhớ cha luôn, không nhớ luôn. Rồi tối nay ở bển luôn rồi. Chị dạ. Vậy sao? Bây giờ mẹ về mẹ tắm rửa, mẹ chưa qua, cái nó tưởng mẹ chưa về á. À không, cha nói mẹ về rồi. Nè đi giờ đi qua ảnh nè, đi. Không có nhớ mà qua làm gì. Thấy không, đang nằm toàn ten. Coi tivi kìa, thấy không? Đâu có nhớ thương mẹ đâu. Cha bé, có nhớ mẹ không? Có nhớ không? Không nhớ mẹ hả, bây giờ mẹ về rồi mà. Chào bà cô chú nè. Chào mẹ chú. Đó thấy không, cho nói mẹ Ngọc thấy không? Chú mẹ cảm ơn chừng chưa con. Nói mẹ Ngọc rồi, sữa đâu có nhớ mẹ, đâu có thương mẹ Ngọc đâu. Mẹ hả, mẹ mới về là mẹ nhớ sữa, mẹ đi kiếm sữa, mẹ đòi đi kiếm sữa liền. Nhà mẹ không có nói, đúng là sữa bên ngoài nha. Đúng là sữa bên ngoài, không nói nữa, nhưng mà con đừng có sữa nữa nha. Dạ, mẹ chú mẹ cảm ơn chừng cho con. Nhưng mà con có nhớ mẹ không? Nhớ không? Nhớ gì tại sao nãy giờ không về nhà với mẹ? Mẹ lại hết lại xấu quá. Đâu có nhớ mẹ Ngọc đâu, thôi hai giờ mình đi về em ơi. Về nhớ sửa soạn cho Bin ngủ. Cho sữa ngủ bên đây đi. Hồi nãy sữa nói sữa ngủ bên đây hả? Sữa ngủ bên đây hả? Sữa ngủ bên đây, sữa có tivi luôn nè. Không có, sữa giờ sữa cha có quay được clip chưa? Sữa nói sữa không có nhớ mẹ luôn. Vậy sữa có thương mẹ không? Có nhớ mẹ không? Đó là việc của đám mày sao đó. Là việc của Google sao đó. Là việc của chưa sô-cô-la, sau đó là mỹ tươi, sau đó là mỹ cam. Nó ăn tùm lum không? Rồi, cùng tập tiếp. Con mắt nó như thế nào? Con mắt nó thật là xinh đẹp. Nó nói sao? Con mắt nó thật là xinh đẹp quá. Sau đó mình tìm cái gì mà gắn vô con người này? Rồi là lỗ tai trước, sau đó là mắt, sau đó là bàn tay, sau đó là cánh tay này, sau đó là chân, sau đó là miệng, sau đó là mũi. Vậy nha. Tiếp theo là khi đi ngủ như thế nào, phải bây giờ có ngọt sao băng và ăn chờ và cầu vòng và mưa to và đám mây xé. Sau đó là thức dậy á, mình sẽ dùng áo mặt trời rồi cái cây rồi bông hoa, vậy là mình dậy. Đây
Tiếp theo là vui chơi với bạn hổ. Bạn hổ đi chơi, sau đó là con rùa nó ăn cà rốt. Sau đó con này nó ăn cà uống sữa nước. Sau đó con này nó nằm đi ngủ á. Sau đó con hỉ nó nằm đi ngủ rồi. Rồi xong cái ở nhà con này nó chăm con rùa. Rồi con rùa nó chạy đi đây chơi. Rồi con gà con rùa với con này nó ôm nhau. Sau đó là thì trước khi chạy xe đạp mình phải làm gì trước? Đeo đồ bảo hộ, đeo nón, đeo đồ bảo hộ tay chân. Nếu như mình không đeo đồ bảo hộ á là sẽ bị dắt bé và bị xe hư. Sau đó là tiếp theo là khi có xe vật đèn đỏ thì bạn như thế nào? Bạn phải đúng rồi, bạn phải dừng lại. Sau đó là khi bạn chuyển qua đèn xanh thì bạn phải đi làm gì? Đúng rồi, đi đi. Sau đó là cắt hỏa. Sau đó là cái hiền nè, nó với bé ba nè. Sau đó là tàu hỏa nè. Cái này có chìm xuống được không? Vậy cái nào nổ lên, cái nào chìm xuống, cái nào nổ lên nha. Rồi cái xe, cái hiền này thì nó chìm xuống, còn cái hiền này thì nó nổ lên. Rồi tàu thì nó chạy xung xung quanh đó. Sau đó là bye bye, chạy lúc bye bye. Cái bye bye này thì có thể không có dùng cắm được, nên cái bye bye này có thể dùng cắm được. Sau đó là dùng hai cái tay nó bay bay bay. Sau đó là khi có mưa trời sáng đó là mình sẽ bay được, còn khi nào trời mưa là mình sẽ không bay được đâu. Trời mưa là sẽ bị sóng hết á. Hết rồi, xong cái hay đi chơi phải thứ hai trước, sau đó là đi ngủ, không được chơi nữa, không được uống sình, không được làm phí nước luôn, không được xuống, không dơi. Khi nào trời lạnh thì phải đeo cái này, còn khi nào trời nắng thì phải đừng chạy lung tung. Vậy là hết rồi. Rồi giờ bé sữa qua nhà bên ngủ đi. Nãy bé sữa nó không có nhớ cha, không nhớ mẹ. Thì bé sữa về nhà, qua nhà ba Minh sẽ ngủ đi. Được không nào? Hả? Giờ bé sữa qua nhà. Thôi, giờ bé sữa qua nhà ba Minh ngủ nha. Rồi. Ok không? Rồi nha. Thôi, đừng đánh trong lãng. Mẹ Ngọc ơi. Chú Gấu kiếp đi, Ngọc phải ăn gieo. Mẹ Ngọc phải kêu sữa qua nhà ba Minh ngủ nè. Anh hai ơi, kêu sữa qua nhà ba Minh ngủ đi. Tại sữa không có thương mẹ, không có thương cha cho nè. Bà là bà tập trung đi học, bà không biết sữa cho mình luôn rồi. Thì ăn. Sao mẹ? Sao mẹ Ngọc? Sữa ơi. Dạ. Hồi chiều này mẹ rủ con về, con không về. Con cái. Nè, sữa. Con cái. Sữa. Con cái nó ăn cá của con. Sữa. Nó. Sau đó, con hỏi thì nó ăn cà gót. Sữa. Thôi sữa không cho lời mẹ, nó chỉ cho mẹ đi. Mẹ thương mẹ đi. Mẹ hỏi con nghe không? Sao hồi chiều con mẹ rủ con về, con nói con ngủ với ba Minh mà, con không về ngủ với mẹ sao giờ ở bên đây? Trả lời. Mẹ biết không? Sao? Con mẹ con mẹ không chưa, mẹ không về chứ. Ở nhà con mẹ chưa về chứ. Mẹ đi làm chưa về thì làm sao? Con mẹ mới về sớm, mẹ phải về sớm chứ con. Mẹ đi làm mà mới cho mẹ họp cho nên mẹ về trễ. Mẹ họp trễ hai em. Mẹ họp xong với mẹ về liền. Mẹ anh hai ơi, anh hai dẫn pin qua bển ngủ đi. Dẫn con pin. Anh hai dẫn sữa qua bển ngủ đi. Sữa đi ngủ thôi, qua bển sữa. Đi, không được ngủ đây. Chị ngủ với hai pin thôi. Cha mẹ chị ngủ với hai pin thôi, hả mẹ? Cũng học mau, con là cô giáo đó, giáo học kỹ nha.
về bộ những bộ đồ t-shirt bên shop. Rồi các em shop, các em đi nghe thầy nói gì không, nghe cô nói gì không? Nào nào em bé Ngọc, không được như vậy. Ý là cô giáo cũng không được như vậy, cô giáo cũng không làm như vậy. Cô giáo xin lỗi đi cô giáo. Em nào? Cô giáo có được làm như vậy không? Em mẹ. Giống. Không buồn như vậy đâu. Im lặng. Im lặng đi, cô dạy học mà. Rồi học đi. Rồi. Dạy đi. Rồi. Rồi. Các em à. Các em. Con khỉ nó ăn cái gì? Con khỉ nó ăn cho ơi cái sữa. Rồi. Con khỉ. Rồi. Con khỉ là con gì cơ? Đưa tay đó. Lục bình trên sông. Ủa sao cô nói có em mời em hát? Trôi về. Dạ. Mày lục bình trên sông. Này, cô mời em hát. Em hát. Dạ. Lục rồi. Bình trên sông. Trôi về đâu con nước xuôi dòng. Thôi 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 nè. Em khác phải không? Em khác không? Em khác. Thì em khác. Về chỗ nghe lên. Dạ về cô ơi. Về cô bảo. Cô cậu. Về chỗ nha. Dạ về rồi tên em về cô. Cô mời em hát. Em hát cô mời cô. Cô nói là mời em khác. Mời bạn học lên nha. Dạ. Xíu nó hát liền. Dạ. Xíu nó hát liền nha. Rồi. Em Ngọc. Em Ngọc bóp đi. Em Ngọc bóp, em bóp gì cô? Bóp, bóp đi. Này của em Ngọc mà. Đi đây. Ủa gì vậy? Em chưa bóp xong mà. Để thầy bóp. Ủa sao thầy rồi? Đi 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 cùng gia bóp.
Dạ để cô giáo. Sữa sữa không nói được âm khờ rồi sao dạy ta? Sữa sữa nói đi, sữa cô giáo nói con khỉ. Nói đi. Không bò. Để thầy để cô làm nhiệm vụ này. Trời trời trời. Này. Không bò bò. Nào tao. Cảm ơn con nha. Cô đem tới quá trời luôn. Em Thế Vĩnh ơi, ngồi dạy học em Thế Vĩnh ơi. Em Thế Vĩnh ơi. Còn mặt nét lâu. Nói gì vậy? Cô kỳ quá. Cô không cho tụi em bước. Cô ngồi cô bước. Vậy giờ tụi em học gì? Nào. Hả, tụi em lấy con sổ tụi con nè. Bước đi. Bước hết luôn rồi. Xong chưa cô? Dạy xong chưa cô? Giờ mình ngủ hả cô? Chưa. Em bóp hết chưa? Em chưa có rồi. Hùng với cô ơi. Cô ơi cho em Hùng cái đi. Nào. Em bóp em rồi. Đây. Hôm nay chúng ta sẽ giải bóp ít cô nha. Rồi. Hôm nay mình sẽ dạy cách khi ăn nha. Rồi các em nha. Các em như ăn ở đồ làm mặn. Con này nó ăn gì á? Con ăn gì vậy cô? Con nó ăn gì á? Con ăn cơm. Ăn cơm. Rice là cơm. Đúng rồi. Rồi. Cô đọc lại đi. Lion. Rồi. Rồi. Giờ đấy thầy để cô nói. Rồi. Cơm chua nè. Bánh mì nè. Súp lơ nè, sữa nè, cà rốt nè, trứng nè, nước lọc nè, phô mai nè. Ồ, cô biết hết luôn. Dạ bây giờ nè cô. Táo nè, chanh nè, ca nè, quả lê nè, quả cho nho nè, quả cherry. Quả cherry nè, quả cherry nè. Cherry. Quả cherry nè, quả dưa hấu nè. Nè, quả táo tiếng Anh là gì cô? Con apple. Rồi quả chanh tiếng Anh là gì? Con biết. Lemon. Lemon. Đúng rồi, lên mà. Dạ, hôm nay chúng ta gì cô, quả cam đó gì cô, con biết. Nè các em. Hôm nay mình sẽ dạy bài hát nha. Rồi cùng rồi đưa ta lên. Bạn Ngọc, bạn Thế Vĩnh, bạn Hương. Đưa ta lên. Bạn Ngọc. Phải bạn Ngọc luôn chứ. Nè. Đưa ta lên. Giơ tay lên. Dạ, cô mời em. Em nào ạ? À? Em Thế Vĩnh đi. Em Ngọc đi. Em Thế Vĩnh. Mà Thế Vĩnh làm em Thế Vĩnh. Bài nào? Em biết hát bài gì vậy? Con cào cào bánh bánh ra ra. Nói cho người có. Con cào cào rất thích tế ra. Nói mấy bài nhanh đi nè. Nói cào. Muốn về đây thì ơi tập hết ta. Muốn về đập rồi tập hết ta. Rồi dạ lá. Rồi đập rồi tập hết ta. Rồi ai hát nữa đưa ta lên. Ai hát nữa đưa ta lên. Mẹ học đi con. Ai hát. Một con vịt. Em ngọc hát cho cô. Hát cho cô. Bắt kim than cả lan đi về. Mẹ mày một vịt đi. Mẹ hát mày một vịt đi. Một con vịt sẽ ra cái. Mẹ đang hát mà bị em lực em ra cô. Rồi hát rồi. Hát bài gì cô? Hát đi em ngọc. Em hát bài gì cô? Em hát bài gì cũng được. Em hát lục bình trên sông đi. Vậy gì con? Một con vịt sẽ hơi căng căng. Nhớ đây. Lúc đầu đổi quá là mẹ. Rồi đưa ta lên. Đưa ta lên. Ai hát nữa? Rồi cô mời bạn luôn. Em hát bài gì cô ạ? À? Em hát bài gì? Họ ta biết rồi. Không có. Đừng có bạn hát bài gì. Bạn, em hát bài gì mà nãy mà lùng bình trên sông đi. À để em hát nè. Rồi hát nha. Nhà em có bốn người. Sao hát bài lùng bình trên sông á? Lùng bình trên. Chơi hôn nhau quá chứ không hát lùng bình trên sông.
lục bình trên sông trôi về đâu con nước xuôi dòng. Em nói anh ơi, em chỉ yêu màu tím lục bình. Anh lội qua sông, hát từng em qua tím lục bình. Em cười nhưng anh, em mơ lòng anh hờ ghê đây. Rồi hè mùa sao, khi trầu cao sân thả một màu. Áo cưới cô dâu, anh nhớ mai màu tím lục bình. Anh hỏi tại sao em lại yêu hoa tím lục bình. Em cười nhìn anh, em nói rằng tím chung tình tím của lòng em. Lục bình trên sông, ngày hôm nay em mơ đàn du dây. Câu hương bên nhập sông màu tím lục bình, lục bình trên sông trôi về đâu con nước lừng lờ. Ơi lục bình ơi, sao người ta đi mãi không về, vẫn còn bên tai em yêu màu tím chung tình. Em chung tình với ai chứ riêng anh chẳng được tình chung. Giờ còn bên tai em yêu màu tím chung tình. Em chung tình với ai chỉ riêng anh chẳng được tình chung. Dần còn bên tai, ê không có hát nữa, cho con bên tai hai cái thôi. Hai cái hả cô? Rồi dạ, vậy thôi đó. Rồi thôi, chào cô đó. Thôi chào, ngủ đi. Rồi. Ngủ coi. Chào tạm biệt ông bà cô chú nha coi. Thôi coi. Chào nè Thúy Dĩnh ơi. Thúy Dĩnh chào nè Thúy Dĩnh. Rồi thôi chào tạm biệt, chào tạm biệt đi cô. Lớp hát. Hôm nay mình lớp hát nha. Rồi chào tạm biệt đi, rồi mình hát lớp khác nữa nha cô. Lớp hát. Giờ mình học lớp hát nè. Lớp hát hả? Giờ hát hả lớp khác? Lớp hát. Giờ lớp mình hát. Sẽ học bài cấp kỹ năng thi tập thể dục nha. Giờ các em bứng lên. Bứng lên. Đứng lên cho cô dạy kìa. Coi em ngủ em không? Rồi ngủ đi, ngủ lên đi, đi em Ngọc ở làm giống cô. Rồi đưa hai cái cắn ra. Đây, 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 đây. Cái em làm cái gì? Hai con cánh cọc nè. Rồi đưa hai cái tay. Rồi, hết chứ. Rồi thôi chào tạm biệt cô ơi. Dạ rồi cảm ơn. Chào cô. Sao cô? Bài nữa. Bài gì nữa cô? Bây giờ nè cô tập múa cái bài mà cô giáo trong lớp dạy cô đi. Bữa nay cô giáo dạy con múa. Rồi các em hẳn đồng viên nè. Rồi rồi các em xích chân. Rồi hát nha. Rồi 1 2 3. Ai đừng quên trong măng những cái ai. Dạ đi. Đi chuyện tim lắm. Đã học bài chết ai. Chị mở nhà chim ơi nhé kia. Học chăm. Bên những gửi đi lấy những ngày ngày. Đã trường. Chào cô giáo. Chào cô giáo. Chào niềm vui. Ai đã rét rồi. Nghe lại nhà rồi. Cô người sẽ xong quá bà con của bà. 1 2 3. Ai đừng quên trong măng những cái ai. Dạ y. Cô dạy xong quá. Đi chuyện tim lắm. Học bài. Đi ngoài nhà chim ơi như thế ai học chăm. Ở những ghi lấy những hình nghe đến trường. Sở chào cô ơi. Chào em vui. Chào em vui. Nghe đêm hay ước mơ thành tiên. Mưa đến lên bài chim hát. Đêm mưa. Cô điệu quá ha. Ước mơ đen dè. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt cô ơi. Thêm bánh tay nhảy một vòng. Nhảy một vòng. Em vừa vào, rồi đặt tay nha. Đặt tay. Rồi. Rồi, chào tạm biệt cô ơi. Chưa. Rồi nha. Trời ơi, bài dài quá cô. Lớp học dài quá cô ơi. Xem cái. Đây, chim hót. Rồi, đánh tay thằng dù cầu. Thằng dù cầu nhỏ nha.
nhỏ quá hả? Vậy thử là nhiều bạn mới là chồng lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi nha. Rồi, chị ai đi chở? Rồi xong cái. Rồi nha. Một bài quá. Một bài nữa. Thôi. Bài nữa thôi. Hai lần thôi. Không. Không có. Một bài nữa thôi nha. Rồi con có bài này nè. Bài gì con? Con có bài này nè. Nè, đứng lên. Đứng lên. Em. Rồi nha. Mình ừ. Dẻo quá ta. Em sai rồi. Mình đâm hai. Cho quay sữa đi chứ đừng có quay mẹ. Không mà đeo không mà dẻo. Đứng lên mà. Con đứng bằng kia đây, con đứng bằng kia. Con đứng bên kia thì mẹ đứng dậy. Để con đứng ở đây đi con muốn. Con đứng bằng kia. Đứng bằng kia đây. Không. Con bằng kia con chỉ mẹ. Không. Con phải đứng đây. Mẹ mẹ mất cỡ. Mình cười mẹ luôn á. Đứng lên. Đứng lên. Nắm mắt đi tài. Rồi. Đây hết chứng. Rồi. Dẻo quá ta, nay có điều mua đi nữa ta. Thôi cho đi học gì tiền nữa. Con có bộ đồ á. Muốn nhịp điệu á, tôi gửi kêu cái mặt á. Vậy hết bài á. Sao? Rồi. Dài vậy ta. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, chào tạm biệt. Cái lá xương cùng. Chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, anh cùng. Rồi, chào tạm biệt nè. Ồ. Chào tạm biệt bà cô chú nè. Ừ. Chào tạm biệt ạ. Múa hoài, Thế Vĩnh này, chào tạm biệt bà cô chú nè. Tạm biệt bà cô chú. Dạ, cảm ơn à. Hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Bye bye. Mẹ đúng lần nha. Chứ chào sao?